Bản tin thể thao 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những ấn tượng ở vòng đấu thứ tư của giải ngoại hạng Super League Eximbank 2012. Ở vòng đấu thứ ba diễn ra trước kỳ nghỉ Tết, khán giả đã phải chán ngấy với những trận đấu mang tính bạo lực. Báo chí đã phải lên tiếng mạnh mẽ, trong khi lãnh đạo của VPF và ban kỷ luật đã phải vào cuộc khá quyết liệt trong thời gian qua. Kết quả là vòng đấu thứ tư, tình trạng bạo lực đã bị đẩy lùi. Khán giả đến sân đã được thưởng thức món ăn bóng đá theo đúng nghĩa. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến của vòng đấu này. Câu lạc bộ Hà Nội của ông bầu Nguyễn Đức Kiên vẫn là tâm điểm ở vòng đấu thứ tư. Dù đã có 3 điểm ở vòng đấu trước, nhưng đó là một chiến thắng may mắn với sự giúp sức của trọng tài. Chuyến làm khách tại Gò Đậu trước đội bóng đã để thua 2 trận liên tiếp là BKM Bình Dương mới là thước đo chính xác xem sức mạnh của đội bóng thủ đô đang ở đâu. Dù bà mộng Timothy vẫn nổ súng, nhưng đó chỉ là giây phút lóe sáng của cá nhân. Còn tựu chung, câu lạc bộ Hà Nội vẫn là một tập thể rời rạc. Tiền đạo số 1 Lê Công Vinh đã tỏ ra lép vế so với Tăng Tuấn, chơi mờ nhạt, thậm chí còn phải nhận thẻ vàng. Công Vinh đành chấp nhận nhìn đội nhà thua tan tác với tỷ số 1-3. Tăng Tuấn là người lập cú đúp cho đội chủ sân Gò Đậu. Tướng có tài đến mấy nhưng quân không tinh nhuệ thì rất khó chiến thắng khi xung trận. Điều đó đã đúng với Vixen Hải Phòng. Mặc dù có sự dẫn dắt của huấn luyện viên tài ba Lê Thụy Hải, nhưng đội bóng đất cảng đã cay đắng rời sân thống nhất khi không ghi được bàn thắng nào, thậm chí còn phải chơi thiếu người và nhận đến 4 bàn thua. NC Amugu và Antonio Carlos mỗi người lập một cú đúp cho Sài Gòn FC. Khởi đầu ấn tượng khi chưa một lần trắng tay, nhưng bàn thắng duy nhất của gã béo Gustavo đã khiến Thanh Hóa phải nhận trận thua đầu tiên kể từ đầu mùa giải. Còn với Ninh Bình, sau trận thắng này, họ đã có được chiến thắng thứ hai và leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Không có nhiều điều đáng nói ở cuộc đối đầu giữa tập đoàn Cao su Đồng Tháp và Khatoko Khánh Hòa, ngoại trừ sự vắng mặt của đội trưởng Lê Tấn Tài bên phía đội khách vì án treo giò. Vắng cầu thủ cầm trịch trận đấu, Khánh Hòa đã nhận trận thua tan tác với tỷ số 1-3. Nhưng thua đau và xấu hổ hơn vẫn là sự thất thủ 0-2 ngay trên sân nhà Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai trước Navibank Sài Gòn. Như vậy, ở vòng đấu thứ tư, cả ba đội bóng của những ông bầu giàu tham vọng sáng lập ra sân chơi Super League là Nguyễn Đức Kiên, Lê Tiến Anh và Đoàn Nguyên Đức đều trắng tay. Nguyễn Như Thắng đối đầu với Lê Huỳnh Đức, cuộc chiến giữa lửa và nước đã kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Sau khi bị chỉ trích rất nhiều về lối đá rắn, Sông Lam Nghệ An đã trình diễn một lối chơi đẹp mắt. Và nếu không có sự tỏa sáng của chân sút cự phách Gaston Melo ở những phút cuối cùng bên phía SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An đã rời sân Chi Lăng với 3 điểm trọn vẹn. Nhưng ấn tượng hơn cả ở vòng đấu thứ tư chính là trận cầu kịch tính trên sân Hàng Đẫy. Duy An đã có bàn thắng để đời vào lưới Hà Nội TNT, nhưng cú đúp của Nguyễn Văn Quyết đã giữ 3 điểm ở lại với thủ đô, qua đó đưa Hà Nội TNT lên đầu bảng xếp hạng với 10 điểm. Có 4 cặp đấu sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy 11 tháng 2. Cuộc đọ sức trên sân Pleiku rất đáng chú ý khi Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Hà Nội đều đang ở vị trí cầm đèn đỏ. Hà Nội TNT nhiều khả năng vẫn bảo vệ ngôi đầu khi chỉ phải tiếp Thanh Hóa. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải có cơ hội gặp lại đội bóng cũ khi Vixen Hải Phòng làm khách tại Ninh Bình. BKM Bình Dương hãy chứng tỏ sức mạnh khi đón tiếp nhà đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An. Trận đấu đáng chú ý nhất diễn ra vào chủ nhật chính là cuộc gặp gỡ của hai đội đang ở nhóm đầu bảng xếp hạng Sài Gòn FC và SHB Đà Nẵng.